Chào tất cả mọi người, mình là Tính, những đây chính Tính mọi người. Mình vừa nhận được 5 cái men của một người thợ, cũng sửa là sửa men PC của người thợ. Xả thấy thương không? Xả cũng nát hết này nha. Men hát phòng 1-0. Xả mấy người cho mọi người. Đây, cái men này là men B75. Mình men này cũng đã thợ sửa rồi nè. Làm chưa được nha. Nhất là men đang thả thai ô rồi. Thai ô, thai thạch anh luôn rồi nè. Thai thạch anh đây luôn nè. Không biết hát chip nào hát mờ không. Mình chưa biết luôn. Mình chưa coi luôn. Đây, con miếng ghi bài này đã thai ô luôn. Mình không biết bị gì mà thấy cũng đã làm hết. Cái H310 này em mới đang hát bằng không này cũng làm gì đây à, thấy cái ghi bài này 4 miếng đi bài H61 này H81 này á à, thay ô à, thay luôn thành anh thay ô nạp bị hot à, gã xả luôn em gỡ mà tơi thay xe di động mùi xe bu thay làm cũng giữ dần nghe hết ban nha mọi người. Làm nát không phải tới mình nha, chứ không phải mình tới ăn được nạt đâu. Xưa nha. Bây giờ mình tiến hành kiểm tra nha. Coi mình làm thử cái được không. Xưa hay nạt đây. Đôi khi cũng có xương nữa. Nhiều lúc anh làm sai ba nó đánh nhiều quá, nát quá. Mình thấy mình nhát nha mọi người. Làm lại mất thời gian. Rồi men này kích không được nguồn hay gì đây mà thấy nha. Men kích không được nguồn nha mọi người. Men kích không được, không được nguồn. Nè. Kích nguồn rồi nè. Kim gu nè. Cái này chừng làm ban. Con gì đây. Con CPU là con i5-3470. Mình vừa xem nha, 2 cặp gam. Men kích không được nguồn. Để mình đo sơ nguồn coi có đủ nguồn hay không. À, nguồn ok nha. Tín hiệu bê sát mấy con à, xin rồi. Đang bằng mất nguồn. Đang mất nguồn. Thay ô thay thạch anh là cũng nát hết rồi, làm cũng bích đường này, thợ làm nha, nên làm cái nào cũng chuẩn lắm. Men này mà kích nguồn không được, này xương nha. Chạy mình làm thứ mọi người. Cái gì đây, cái này thạch anh làm rồi nè, thạch anh nè, hàng không chưa hàng dính người ta nữa. Nguồn được nha mọi người. Sau khi xả mất nguồn mình đã kích được nguồn rồi mà nó lên tắt liền nha. Khả năng chặn đâu. À, kích lên tắt liền nè. Kích lên mới sạc liền. Đó, kích lên đặt rồi sửa chạy liền nha. Bỏ rồi. Làm nhiều quá. Kích lên là tắt liền. Quá nhanh.
kích lên làm sẹt liền mà gắt cút gấp 12 ga thì nó không có chạm nha. Đúng chắc xương luôn. Khi mà nó chạm lên nha, tại sao mà nó lên lên xe nó tắt liền. Này chịu rồi nha, nó đang bị chạm cái nguồn 5 bên đua nè, con phét nè, phét tàu quên nè, tao chạm nè, con phét tàu quên lạm nè, con này chạm chết nam lên đường nha mọi người. Con này nóng chạm chín năm lên đường rồi nha. Cái này xác định sai 3 năm mọi người, nên là sinh ra tình trạng là làm mất thời gian, là thấy làm nhiều thứ nè. Thật sự nếu mà kiểm tra đúng bệnh có đủ dụng cụ là làm mẹ nha, xác định sẵn bệnh luôn là mình bỏ luôn. Này chip nam đóng là bị lỗi nha mọi người. Con này đóng lại thì bình thường không sao hết, nhưng mà cái điều đóng lại giá cao quá, nhiều lúc anh em không chịu, đồ cái đồ bền không có nữa, đóng giá cao quá không biết ăn nhiêu tiền. Cái gì cái miếng này H81 mà làm tè le me luôn, con gia động còn sabu đây chứ, mình xem thay dính không. Men bị gì kích thử hơn nha mọi người, men kích nguồn chạy nha, bùng là BIOS rồi IO rồi làm tè le me chứ này. Con này H81 nha. Con này đúng xương nha. Còn nát rồi rồi làm thân nghén. Làm lại rồi lại mất thời gian. Làm đúng bàn nha mọi người, đẻ thì nhiều thứ thì mình làm. Đưa cái mình gym thì nó đơn giản rồi. Làm gì muốn hết mà nè.
mình là xương không mà nghe chứ không ngạt nữa. Ngày lại cái mất thời gian nha. Win ok nè. Đem quay là mình đang làm trực tiếp không nghe mọi người, mình quay xong mà đúp luôn chứ mình không có thời gian mình cắt chỉnh sửa nhiều việc quá mình không làm kịp nha. Mình coi cái gì đây, 8620 hay ngô là 8620 đo áp vẫn còn thiếu. Ok mọi người, làm sai van nha mọi người, làm số van tội nghiệp anh em, còn là mệt, thiệt là mệt. Cái ga mà chịu anh đợi bỏ đâu hết rồi trời, cái này đi chưa phụ thấy chạy không.
men này đã sửa tháo cung cơm rồi luôn rồi. À, mọi người tháo cung cơm nè, à, thay sơn cùng gam nè, thay tà le ốc me luôn buồn chứ. Mày nó qua mình chắc cu nó luôn. Giờ 11 giờ mọi người. Ôi ok, ok người đẹp ơi. Ok nha. Ok. Tiếng ok nè. Rồi. Nhìn cái không phụ lòng người tốt. Cái men này á là ảnh thay xe nguồn su nè mọi người, đấy thay xe nguồn bu, thay nguồn thay xe nguồn gam, tháo cổng cơm, làm IO rồi làm BIOS. Men nằm muốn nát hết làm anh em, mình chỉ làm một khác một cái chạy mọi người. Đây là làm chưa đúng bệnh nha. Đây đây con H110 nè, con H110 làm gì rồi, con này kích nguồn không được gì mà làm thay ô nè, thay chắc không dính chân đâu. Thợ này sửa lại cho thợ nữa nghe mọi người, thợ này nên là nghĩ là chắc không nên kích nguồn không được nè. Con này con gì đây? Con này H310. Ghi vào H310 nha. IO con này là IO là con IO nó là 86 8668. 86 86. Xử lý bất tài trong 35 65 70 80 90 95 100. Mất tiêu rồi. Clip S3 S4 hồi tiếp từ Nam về ô mất tiêu mất nha mọi người. Ai gớt mà gọi tê để mình kiểm coi nó có qua chở không. Qua còn chở mà A4 với mình có
được số lô mình đo nhưng đo nha. Không tín hiệu nha. Con này bị lỗi hết mời nha mọi người. Con này bị lỗi hết mời. Con chip lỗi. Con này hết đâu không nhìn chip lỗi, chảy nha. Con này mình không có đóng đâu mọi người. Đóng cực lắm. Bây giờ 4 miếng rồi, nãy giờ sửa 2-3 miếng sửa được con miếng mọi người. Chip nam không nha mọi người. Bị chip nè bỏ đi, tại vì nó đóng này cũng không bền. Đồ bệnh ra không có, con này là H310 nè. Con này H310, cái mã men là MS7C31. Kiếm cái mã men nha. Sơ đồ này thì có. Mình mới mua một sơ đồ nhiều nha, cái mất ai nha. Hết bao không rồi lớp. Con này mới nhớ hôm qua mới vừa làm mà mình xin. Đúng rồi. Cái con này á mọi người đi, cái nó là MS73 và con một cái mã men là MS7C13 với xanh 1.1, ở trên là H1310 Pro VD gạch LED, nhưng mà nó sẽ chạy chung được cái men là gọi là gì, MS7B33. Hai cái men này y xì với nhau nha, giống nhau hoàn toàn luôn nha, cấu trúc y xì nhau luôn, không khác nhau luôn, nên là có thể xài chung nhau luôn nha, giống nhau hoàn toàn mọi người. Con này lại không có sơ đồ mới đau chứ. Con này có sơ bu mới kích được nguồn nha. Mình có con sơ bu nhưng mà sơ bu nó bị chết rồi, chỉ báo ram thôi. Để mình mở lên thử xem nó có chạm không. Mình làm biến mò thì mình đo thì mình chơi luôn. Có để làm gì giờ? Rồi. Ok nha. Cái này là không chạm. Men kích nguồn chạy nha. Men kích nguồn chạy. Đang mắc nguồn. Bây giờ mình sẽ đo. Nguồn ram có 24 có. 0.9 có, 1 con có, 15 con có, 0.9 này mắc áp rồi nha mọi người, 0.9 mắc áp rồi. Quay xe. Cái này chắc kêu lo thôi chứ mình không có cách nào. Tại con sơ bu 94 này nó chết nó báo lo mà. Lo vô thử kêu không. Đủ áp. Ok, men chạy nha.
tiền về túi người hiền nha, tiếng như Thanh Cương nha mọi người. Mắc áp mình sẽ chạy thôi. Chắc có thể là cái men này không có sơ đồ nên là không có mò nè. Nhưng mà không hiểu được là cái mấy men này nó xài chung. Xài chung nhiều thứ, nhiều men lắm. Phải để ý kỹ mới được. Không quen mình biết được cái mật mã men. Xài chung. Rồi ok, cái này ok nha mọi người. Đây H310 nè. Cái này là ai gốc. À, gốc H310C. Mình tìm cái mã men nha. Nhiều anh em hỏi sửa xe đồ trên mua phải mua thôi chứ đâu ra có đó mọi người. Xin thì chỉ được xe đồ cũ thôi, còn xe đồ cái dòng mới này dễ mình xin được. H310MC. Cái H310C này không có, mình có H310MD. Cái này mới gần giống à, chứ không chưa giống. Cái này gần giống cái gần giống mã men nãy. Cái này mình không kịp trải à. Bây giờ mình cứ đo thôi nha, mình test thử trước coi nó có chạm chạch không. Giờ làm biến đo có mấy soi kê luôn chứ giờ sao giờ ở không làm gì giờ, đã nổi tiếng làm biến rồi mà. Ok, không thấy chạm chạch gì nha, không có chạm chạch thì cứ bỏ xe bu vô thôi. Cứ thường thường mình mới đo. Rồi men kích lên kích nguồn tắt nha, kích lên tắt liền. Dìm nạp giót rồi luôn đó. Ông hoàng nạp giót rồi. Men nguồn thiếu mà không lo làm mà lo nạp không thì nhức đầu. Đủ nguồn, con này đang bị mất nguồn xe bu nè. Con này mọi người, cái con này á là cái con IC nguồn CPU nó là gì đây, 3607 3606 3606 3607 này nó gần giống với nhau nha. Cái mình sẽ ống sơ đồ, mình sẽ mở ra ship cái chân N nó là chân 27 này. Con mình có cái sơ đồ gần giống nhau nè, biết nó có đúng không. Rồi đúng luôn, 3607 chân trên đây thì sơ đồ nó là 20 chân 29 nha. Xả một nồi con của người ta đây nè. Con này không có sơ đồ.
xả xong rồi mình phải kiếm con xả nhắc lại nữa. Vẫn chưa ha. Quay đầu đất đi đâu rồi. Báo là chẳng 53 là chẳng 45 đó ngủ như nó. Có nguồn nhau nha. Hai bên nhau 32. Anh ơi rồi. Ok hết rồi. Số 2 mới đào chứ. Áp đủ hết rồi nha mới đào chứ. Cái này áp đầy đủ hết nha. Áp ra đầy đủ hết rồi. Không biết có bị lót mà bị lỗi hay không. Thấy nạp bị lót rồi. Nạp lại lót cái mọi người. Rồi cái đấy cái bỏ đâu tiêu vậy. Này nạp bị lót cái nữa nha mọi người. Cái gió có nguồn xu đầy đủ rồi. H310 thôi, cái này mình để mình nạp gió sao mọi người. Nạp gió lâu mất thời gian lắm. Cái video mình tới đây xin kết thúc nha. Mọi người thấy video hay hữu ích mọi cho mình xin like đăng ký nha, để mình có nhiều động lực cho nhiều video khác cho anh em nữa. Nào con chibu nguồn chibu này hắt lắc luôn nè, giờ mình đo đủ áp hết giờ BIOS này nè, xịp cái dòng mới này phải tải BIOS là chết cái file ra nghe hơi lâu nha, nên là mọi người chọn được đâu. Chào tạm biệt mọi người, đây video hơi dài, tạm biệt mọi người.